Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa tham gia hai nhóm Telegram và nhóm Zalo của kênh thì các bạn hãy bấm tham gia để nhận cái dự án kiếm tiền sớm nhất, mới nhất. Mình sẽ cập nhật liên tục các cái kèo AROP uy tín chất lượng ở trên hai cái nhóm này. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình sẽ là cập nhật cho các bạn cái thông tin về cái dự án Notcoin để cho các bạn nắm được về cái phần nhiệm vụ bắt buộc là chúng ta phải làm, và cái thứ hai nữa đó là về cái cơ chế cũng như là cái mục đích chuyển đổi từ cái Notcoin sang cái đồng Notcoin như thế nào. Thì tất cả các cái thông tin thì mình đã chia sẻ cho các bạn ở trong cái video này. Như các bạn cũng biết thì ở cách đây chỉ có vài phút thôi thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn về cái thông tin nhiệm vụ cũng như là về cái việc x5 cái lần số tốc độ khai thác của đồng Notcoin ở trên cái app này. Tuy nhiên thì mình vừa làm xong video và chưa kịp đăng thì dự án đã kết thúc, chính thức kết thúc về cái việc mà cho chúng ta khai thác cái đồng Notcoin. Và bây giờ thì khi các bạn có truy cập vào cái ứng dụng mà khai thác cái đồng Notcoin trước kia thì nó sẽ không còn cái để cho chúng ta bấm nữa, mà nó chỉ hiển thị cái số dư của chúng ta ở đây là mình 47.760.000 cái đồng Notcoin, và nó sẽ có hiện một cái thông tin như thế này, tức là dự án thì bất kỳ một cái dự án nào thì cũng sẽ tham gia thì cuộc vui nào cũng sẽ có cái điểm kết thúc. Và ở đây thì dự án rất là vui mừng khi mà được mọi người chào đón, mọi người tham gia vào với cái dự án này. Và khi mà kết thúc đến cái phần dòng này thì nó sẽ có một cái mục để cho chúng ta đi sâu vào bên trong cái để chúng ta làm cái nhiệm vụ, cũng như là hiểu thêm được một số các cái thông tin về cái cách mà quy đổi từ cái đồng Notcoin sang cái đồng Not Token. Đó thì các bạn sẽ xem hết cái phần thông báo thì các bạn sẽ thấy cái phần Notcoin này, thì các bạn kích nó vào. Và ở đây thì nó sẽ có một cái phần thông tin. Thì ở đây nó báo là cái dữ liệu là đang xử lý và sẽ có sớm. Đó, thì có thể là đang ở cái chế độ là chuyển đổi các bạn nhé. Và trong khi bạn đang chờ đợi thì không phải hướng dẫn cho Web3. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái phần mà về cái phần mà nhiệm vụ. Và cái thứ hai đó là tiền thị trường và cái cách hoạt động này. Và lot này, token và danh sách này. Chuyển đổi số dư Notcoin thành not nhé. Và kết quả not của bạn. Đó thì trên đây là tất cả các cái danh mục của chúng ta. Thì các cái thông tin danh mục ở đây thì các bạn kích vào cái phần thị trường market này. Đây là cái phần mà thị trường mà đúc cái voucher NFT ấy. Thì cái phần này là cái phần chính là giới thiệu cái đồng Not này. Thì mình sẽ dịch cái phần này sang tiếng Việt nhé. Thông tin này, tiền thị trường và cách thức hoạt động này. Không ai biết giá của Not sẽ như thế nào sau khi mà niêm yết. Giai đoạn khai thác đang kết thúc, những trò chơi vẫn chưa kết thúc. Phiếu giao dịch Notcoin được trao đổi giữa những người dùng ở trên Getgame và SunnyFi. Một thay đổi lớn sắp xảy ra trên mệnh giá, và điều này sẽ điều chỉnh số lượng số 0. Và các phiếu thưởng được phát hành nhưng không được yêu cầu trong khoảng thời gian từ ngày 8 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 sẽ được gửi đi, và sau khi sửa chữa, cải tiến và cần thiết. Và việc phát hành chúng từ mới sẽ bắt đầu hoạt động trở lại trên ứng dụng, tức là về cái việc mà đúc NFT thì sẽ chuẩn bị ở trong cái phần ứng dụng và tại trên cái bot Telegram. Thì cái này thì chúng ta sẽ phải chờ cập nhật thông tin. Phiếu thưởng Notcoin ở trên Getgame, voucher Notcoin, đó là giao dịch Notcoin trước khi token chạm vào blockchain và đạt được hoặc không đạt giá trị. Chỉ có người chơi Notcoin mới có thể phát hành chúng từ Notcoin ngang hàng và đặt giá của họ ở trên Getgame. Và giá Not sẽ là bao nhiêu sau khi mà niêm yết không ai biết được. Giá thậm chí có thể bằng không và khi niêm yết. Vì vậy hãy ghi nhớ điều đó khi giao dịch chúng từ, và sau khi phát hành mã thông báo chủ sở hữu chúng có thể đổi chúng thay lấy số lượng mã thông báo Notcoin tương ứng. Pre-market hỗ trợ việc niêm yết không thông qua tiền bản quyền 20% doanh số bán NFT sẽ hướng tới thanh khoản của mã thông báo cho danh sách, và bạn có thể là người đầu tiên tìm hiểu về ngày phát hành và mã thông báo ở đâu, và chỉ ở trên cái ứng dụng mà khai thác cái đồng Notcoin ấy, và kênh chính thức ở trên Notcoin. Đó thì ở trên này cái phần thông tin về cái việc mà cái đúc cái NFT ấy. Thông tin tiếp theo về Not Token và danh sách các bạn nhé. Đây mới là cái vấn đề mà chúng ta đều quan tâm. Không ai biết giá của Notcoin sẽ như thế nào sau khi mà niêm yết. Chúng tôi đã hoàn tất việc khai thác và chuẩn bị niêm yết, điều chỉnh lịch trao đổi mã thông báo và phối hợp với các mốc thời gian của đối tác. Tại sao chúng ta không thể liệt kê ngay, phải mất một thời gian để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ?
cho chủ sở hữu mã thông báo, giảm thời gian của quá trình chụp nhanh và khởi chạy các cặp giao dịch mã thông báo mới, giảm giảm thiểu bất kỳ khoảng thời gian nào ở trong đó việc gửi và rút sẽ bị vô hiệu hóa ở trên các sàn giao dịch. Sự lựa chọn mã thông báo có thể dự đoán được trên chuỗi khối TON, đảm bảo tích hợp nhanh chóng với hệ sinh thái đáng tin cậy và được thiết lập. Điều gì xảy ra với tiền trước khi niêm yết? Tiền xu sẽ bị khóa ở trong tài khoản người dùng trong ứng dụng nhỏ, ở cái link mà chúng ta khai thác đồng Notcoin cho đến khi niêm yết nhé. Và phiếu giao dịch Notcoin sẽ có sẵn ở giữa những người dùng ở trên GetGame và Certify mà không bị hạn chế. Tức là chúng ta trên cái giao dịch trên NFT thì chúng ta đã đúc rồi, chúng ta vẫn cứ giao dịch bình thường, mua bán bình thường và chúng ta không hạn chế. Thông tin chi tiết về danh sách sẽ được công bố ở đâu và khi nào. Các chi tiết bổ sung về việc rút token sang các sàn giao dịch và đổi chúng lấy TON để gửi qua mạng TON sẽ được công bố ở trên các kênh của dự án. Not sẽ vẫn có thể truy cập được ở trong bot hiện có là notcoin-bot và sẽ đóng vai trò là nền tảng nơi người dùng có thể xác nhận tham gia trao đổi token và kiểm tra số lượng token sẽ nhận được sau khi bạn đặt tên và trao đổi. Phiên bản hiện tại của Not sẽ được thiết kế để mang lại cho chủ sở hữu và mã thông báo sự an tâm và rõ ràng ở trong giai đoạn chuyển đổi tiếp theo. Và tất cả các thông tin này sẽ ra mắt và sẽ được thông báo ở trên kênh Telegram Notcoin cách bot nhé. Đó, trên đây là cái phần thông tin, tức là trong cái thời gian tới thì dự án sẽ công bố cái thời gian cũng như là cái thời gian thì chúng ta rút cũng như là thời gian niêm yết và nít ở cái sàn nào thì sẽ công bố cụ thể sớm ở trên cái kênh trang mà chúng ta đang khai thác cái đồng Notcoin. Và cái thông tin này thì mình cũng sẽ là cập nhật với các bạn liên tục trên cái kênh của mình cũng như là trên cái nhóm Telegram cũng như là Zalo để cho các bạn kịp thời cũng như là nắm bắt được các thông tin về cái dự án này. Tiếp theo về cái phần mục số dư của Notcoin này. Rồi tiếp theo về cái vấn đề mà chuyển đổi số dư thành Notcoin. Việc đổi số dư Notcoin trong trò chơi lấy Not sẽ có sẵn ở trong ứng dụng nhỏ Notcoin chính ở cái link là notcoin-bot để trao đổi Notcoin một cách liền mạch thì ứng dụng nhỏ tận dụng tối đa lợi ích của TON, một công nghệ chuỗi khối do Telegram phát hành ban đầu. Và phiếu thưởng ban đầu không phải là cách duy nhất để nhận được Not ở trong tương lai, nhưng chúng là một thử nghiệm cho lấy cách mọi người giao dịch mã thông báo và họ sẵn sàng bán thời gian và kinh nghiệm của mình để lấy một đồng tiền khác TON tại đây và bây giờ. Tức là về cái việc đúc NFT và bán ở trên GetGame không phải là cái việc duy nhất, và sau này thì sẽ phát hành cái token Notcoin và chạy ở trên cái mạng TON các bạn nhé. Ở trên đây là tất cả cái phần mà danh mục mà mình muốn chia sẻ về cho các bạn ở trong cái video này về cái dự án Notcoin. Và ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ có một cái thông tin, tức là dữ liệu sẽ đang được cập nhật và có thể trong một vài giờ tới hoặc là một ngày tới thì chúng ta sẽ có được cái số thông tin, số lượng cái đồng Notcoin của chúng ta có được ở trên cái mục này, và nó sẽ thêm được một cái mục ở bên dưới này nữa nhé các bạn. Rồi ok thì cái video này thì mình xin được kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau khi mà có những cái thông tin mới nhất từ cái dự án này. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé.